Xin chào quý vị và các bạn nhé. Tôi đã có mặt ở công viên Kỳ Bá của Thái Bình. Nơi đây diễn ra hội chợ sinh vật cảnh. Và đây còn là khu vực ở ngoài chợ cây, còn gọi là khu thương mại. Tôi đã liên hệ với một số nhà vườn để tiếp tục cái chương trình báo giá để quý vị và các bạn tham khảo. Đây là một cây sam núi. Cây sam núi này chủ vườn báo giá là bao nhiêu nhỉ? Cây 6 triệu. Chủ vườn báo giá cây sam núi này là 6 triệu. Một cây đào tiên được lên chậu. Rất là côn cây. Nhìn dáng cây đào tiên này cũng đẹp. Cái này thì bao nhiêu để giao dịch được bạn nhỉ? Cây này đang báo giá 8 triệu. Triệu khoảng 6 triệu thôi. 6 triệu. Một cây đầu tiên cũng rất là đẹp. Cây này mà ra quả thì rất là đẹp này. Thế dáng cũng rất đẹp. Đây, chủ vườn giới thiệu cho cây này cái. Em nói không ngại lắm. Rồi. Nói rồi. Đây là cây nhất chi mai đúng không? Vâng. Nhất chi mai. Một loại cây rất hiếm gặp ở triển lãm. Thế dáng cũng đẹp. Bệ đẹp này. Nhìn xa nhé. Cây này có thể sửa một tí đúng không? Cắt bỏ cành này, không nào? Có thể tạo ra một cái cây côn. Vừa côn vừa dáng quái. Rất là đẹp. Quay kỹ cây nhất chi mai này. Một cây rất hiếm gặp ở triển lãm. Cái này là bao tiền chủ vườn nhỉ? 5 triệu rưỡi cây nhất chi mai này nhá.
Cái này đúng lúc nó ra hoa mà thì nhìn thì đẹp nhỉ, nó có giá trị. Vừa rồi mới ra hoa rất nhiều, em mới cắt đi, nó đi. Cái này nửa hoa vào mùa nào mà bạn nhỉ? Nó nở quanh năm rồi nhỉ. À quanh năm à? Vâng, hoa màu đỏ rất đẹp. Còn những cây có hoa này thì dễ dàng là mình có chụp cái ảnh ấy, đúng không? Đúng rồi. Mình treo luôn ở cây ấy. Vâng. Cái lúc không có hoa là người ta biết cây này có hoa rồi đúng không? Vâng. Đấy là cũng một kinh nghiệm đấy. Một cái ảnh mình in màu ấy mà. Vâng. In màu mất hết cái mấy nghìn thôi. Vâng. Một cây lộc vừng cũng rất là khôn cây. Lộc vừng này là bao tiền bạn nhỉ? Vừa báo giá là bao nhiêu nhỉ? 5 triệu nhỉ? Rồi 5 triệu cây lộc vừng này nhá. Lộc vừng lá này là cũng đẹp chứ, có cái loại lá nó dài hẳn đúng không? Vâng. Đây là hơi tròn nhìn cũng được. Xi trắng này. Một cây sung cũng rất là đẹp. Cây này cũng già cây rồi. Cái này thì bao tiền để bán được bạn nhỉ? Cây sung này 8 triệu. 8 triệu cây sung. Cũng rất là già cây rồi đúng không? Rất là già cây rồi. Cái này cũng đẹp đấy chứ, đúng không? Vâng. Đẹp, mềm mại, côn cây. Mai chú Thủy này. Cái này có cái gốc hầm hố nhỉ? Gốc rất mố. Thank you.
Cái khế kia cũng của nhà vườn mình đúng không? Dạ. Cái khế kia. Mà cái khế của... À, mình quay cái khế này xem nào. Cái khế có cái gốc cũng đẹp đấy nhỉ? Vâng. Đây này, cái lộc lại đẹp này, lộc vừng này. Cái này thì bao tiền bạn nhỉ? Cái này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi à? 3 triệu rưỡi một cây vừng là rất là già cây rồi nhá. Dáng đẹp. Mình nghĩ 3 triệu rưỡi cây này chủ vườn báo giá cũng là tương đối hợp lý. Khi mua chắc có thể xây dựng được đôi chút. Già cây này khá là côn này. Chủ vườn đây là người ở Ninh Bình. Ninh Bình là đất làm ra những cái hòn non bộ. Ở đấy rất là nhiều đá đẹp. Và đây là những cái bàn đá. Chủ nhân hôm nay mang cả cây, cả đá đi. Cả những cái bàn ngồi uống nước. Nếu gia đình bạn nào mà có vườn rộng mà để những cái bàn này trong khu vườn mà ngồi uống nước cũng rất là đẹp. Bộ bàn đá này thì bao tiền bạn? Bao giá cho anh em bộ này là bao nhiêu? 12 triệu. 12 triệu là bao nhiêu cái 6 đôn. Đôn nhỉ? 6 đôn phải không? Yeah. 6 đôn. Bộ này chắc rẻ hơn đúng không? Bộ này rẻ hơn. Cái này chất đá đẹp hơn đúng không? Nó bóng hơn. Cái này chiều dài của nó ước tính khoảng bao nhiêu? Cái dài của cái bàn này nó khoảng được bao nhiêu? Mét 2. Chiều dài mét 2 hơn chứ? Hơn nhiều chứ, chứ lại mét 2. Mét rưỡi. Hơn chứ, đúng không? Mét rưỡi, dài mét rưỡi. Đúng không? Nếu đo từ đầu này còn hơn mét rưỡi cơ, đúng không? Đo sát từ mép này ra kia còn hơn mét rưỡi cơ.
Đây là chủ vườn quý vị các bạn nhé. Bạn đọc luôn số điện thoại để cho anh em liên hệ đi. 09 Chủ vườn còn quên cả số điện thoại của mình đúng không? Thì được rồi. Chủ vườn là người ở Ninh Bình đúng không? Ninh Bình cũng đi tham gia rất là nhiều hội chợ ở cả Bắc Ninh nhỉ? Bắc Ninh, Mỹ Đình rồi là cả Thái Nguyên. Đấy. Hôm nay thì lại gặp chủ vườn ở đây. Bạn đọc luôn đấy. Ừ, bạn đọc luôn cho mọi người ta liên hệ đi. 0989 533 357. Rồi, cảm ơn cơ sở cây Minh Chiến. Minh Chiến ở Ninh Bình đúng không? Vâng. Rồi. Cảm ơn bạn nhé. Một cây si rất là đẹp. Thank you.